Các bạn về dòng máy mài hai đá Hitachi HUG gạch 6 nha các bạn, 150 mm, sản xuất tại Malaysia. Các bạn có thể nhìn thấy máy, công tắc, tem và hai cục đá. Đó, tem Hitachi sản xuất tại Malaysia các bạn nha. Công suất của nó 250W. Các bạn ha. Rồi, tôi vừa giới thiệu xong cho các bạn về máy mài hai đá mini Hitachi 150.